Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 4 tháng 6 trên kênh thông tin Invest TV. Giá vàng thế giới hôm nay ngày 4 tháng 6, tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.871 đô la Mỹ trên một ounce, giảm mạnh 38 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Giá vàng giảm mạnh do đồng đô la Mỹ hồi phục mạnh sau khi Mỹ công bố thông tin cho thấy lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng mạnh, trong khi thị trường tiền số bất ngờ tăng vọt. Vàng giảm còn do quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc về kinh tế và thương mại có dấu hiệu tốt lên. Mặc dù giảm giá nhưng vàng vẫn được dự báo sẽ tăng vì lạm phát tại Mỹ và thế giới vẫn được dự báo sẽ bùng nổ về dài hạn. Sự phục hồi của thị trường tiền số chưa vững chắc, trong khi đồng đô la Mỹ có triển vọng không mấy sáng sủa. Mặt hàng kim loại quý còn chịu áp lực giảm khi mà thị trường tiền số sôi động trở lại, dòng tiền quay trở lại với những đồng tiền như tiền điện tử, Bitcoin, khiến cho các giá đồng tiền này tăng mạnh. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh giảm so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức giá như sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email 30tap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!